Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn cái cách để chúng ta chuyển một cái bức ảnh sang một cái dạng vector ha. Thì ở trên màn hình đây các anh chị các bạn thấy mình đã lấy một cái chân dung của một cô gái rất là xinh đẹp đúng không? Rồi bây giờ để mình chuyển sang một cái dạng vector thì chúng ta sẽ làm sao? Thứ nhất, đây là cái hình cô gái như thế này, thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó có phía sau nó có cái nền. Thì chúng ta làm sao để chúng ta sẽ tách cái nền này ra đi, rồi sau đó chúng ta sẽ chỉ vẽ một chân dung của cô gái này thôi. Thì để tách nền ở đây nó có rất là nhiều cách, nhưng mà mình ở đây mình sẽ sử dụng và bằng cách là vẽ pen ha. Thì các anh chị và các bạn vào trong cái ngòi bút này, các anh chị lướt vào, sau đó các anh chị thao tác, các anh chị vẽ pen. Thì cái vẽ cái này cũng rất là nhanh thôi. Đối với một số các anh chị nào mà đã thao tác dễ trên này rồi thì vẽ một cái tấm hình này rất là nhanh ha. Mình chỉ vẽ đơn giản tất cả các anh chị nha. Khi mà tất cả các anh chị vẽ cái này, chúng ta đối với những cái chỗ mà nó đường cong á, mà khi các anh chị thao tác nhuyễn rồi á, thì chúng ta lít nó càng ngắn thì nó sẽ mềm mại hơn cái bức hình. Đó, chúng ta sẽ tách, chúng ta sẽ vẽ lại theo cái chân dung của cô gái như thế này nè. Mục đích của cái này là để chúng ta vẽ những cái chân dung, những cái hình ngộ nghĩnh gì đó, chúng ta sẽ vẽ lại những cái chân dung của một số cái nhân vật. À, để chúng ta làm ví dụ như in áo hay làm cái gì đó thì chúng ta vẽ lên ha. Ở trong Corel thì cái phần vẽ pen này cũng rất là quan trọng nè. Khi mà các anh chị luyện tập vẽ pen này nhiều rồi thì nó sẽ ứng dụng rất là nhiều trong cái công việc chúng ta. Rồi tới đây chúng ta đã vẽ xong rồi, mình đã vẽ xong rồi, bây giờ là các anh chị các bạn. Các anh chị và các bạn là chọn khối ha, quét khối hết hai đối tượng này, sau đó chúng ta sẽ chọn trên đây nè. Các anh chị thấy trên thanh ngang này, đây nó có cái biểu tượng này nè, các anh chị lướt vào. Và sau đó chúng ta sẽ đưa ra như thế này. Khi mà đưa ra thế này á thì các anh chị sẽ chuyển cái hình này về cái dạng một file hình, tại hiện tại bây giờ chúng ta đang vẽ. Nếu mà chúng ta để vậy và chúng ta sẽ chọn vào cái bitmap á thì nó sẽ không có ra được cái hình chúng ta đã cắt, mà nó sẽ ghi nhớ luôn là cái tấm hình như thế này. Đây là các anh chị thấy không? Ha. Do đó là mình sẽ chuyển cái file này đã cắt ra rồi, chúng ta sẽ chuyển vào thành một cái file ảnh. À, thì các anh chị vào trong bitmap, các anh chị vào convert to bitmap. À, rồi các anh chị bấm ok. Rồi bây giờ ở đây nó đã sẽ chuyển thành một cái file hình, nó giống như cái file hình rồi, thì chúng ta sẽ vào edit bitmap. Có một số anh chị và các bạn hỏi là không, trên cái máy của tất cả các anh chị và các bạn không có cái chức năng này. Thì do là trong quá trình các anh chị không có cài cái chức năng này vào thì máy của anh chị nó sẽ không hiện lên. Cho đó thì các anh chị nên là cài thêm cái chức năng Corel Photo Blend này ha, thì nó mới có được cái chức năng này trong cái máy anh chị nha. Chứ nếu các anh chị trong quá trình cài mà các anh chị không tích vào cái ô Corel Photo Blend này thì nó sẽ không có cài đặt cái phần này cho tất cả các anh chị. Rồi đến phần này thì tất cả các anh chị sẽ vào trong cái phần email, các anh chị chuyển cái tấm hình này sang convert to RAYCAD ha. RAYCAD 8 bit. Mục đích của cái hình tấm hình này là sẽ chuyển nó, cho nó chuyển về thành màu đen. Thì để khi mà tấm hình phóng lớn nè thì các anh chị giữ cái con lăn ở trên cái con chuột á, các anh chị lăn thì nó sẽ nhỏ lại cho các anh chị thấy nè ha. Rồi sau đó chúng ta bấm ok như thế này. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ làm một cái thao tác nữa, chúng ta cũng phải vào trong email và sau đó các anh chị chọn vào convert to black and white, tức là chỉ còn lại hai màu trắng và đen thôi ha, hai màu trắng và đen thôi. Rồi chúng ta sẽ thu nhỏ tấm hình lại như thế này. Để chúng ta chọn, thì đối với tấm hình như thế này nè, các anh chị sẽ thấy ha, chúng ta sẽ lấy cái phần mặt là chủ yếu nên do đó chúng ta sẽ phóng cái phần mặt lên lớn hơn một chút để chúng ta dễ nhìn nè. Thông thường á, khi mà các anh chị kéo ở cái phần t-shirt này, các anh chị kéo lên nhiều thì nó sẽ lấy nhiều chi tiết hơn. Tuy nhiên khi mà lấy nhiều chi tiết quá thì nó còn phần trắng đen thì nhìn nó rất là xấu. Còn đối với tất cả các anh chị mà kéo về phía dưới nhiều quá thì nó sẽ làm mất tất cả cái chi tiết. Thì theo mình thì nó nằm ở khoảng trên một chút, tức là cái này nằm khoảng 130, đây nó nằm khoảng giữa này, thì mình lấy khoảng 136. Thì khi mà các anh chị thấy nó vừa vặn, mình ưng ý rồi á, sau đó mình bấm ok như thế này. Rồi sau đó các anh chị và các bạn bấm save lại ha. Rồi xuống ra chúng ta tắt cái phần mềm này đi. Rồi bây giờ các anh chị sẽ thấy là chúng ta đây ha. Bây giờ nó sẽ ra một cái bức hình này như thế này, tức là đây là cái dạng hình trắng đen, tức là còn hai màu trắng và đen thôi.
Và để chúng ta rã cái này thành từng mảng màu thì tất cả các anh chị sẽ vào làm tiếp một thao tác, đó là các anh chị click vào tấm hình này. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một thao tác, đó là các anh chị vào chọn Tray Bitmap, click vào, sau đó các anh chị bấm vào xuống cái Auto Light Tray nè, và các anh chị chọn xuống cái phần Hierarchy AMA. Rồi nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này, thì chúng ta bấm vào trong cái Redis Bitmap này. Rồi những phần còn lại là máy nó sẽ tự động, nó sẽ vẽ lại những cái phần trắng và đen, nó sẽ tách ra cho chúng ta. Đây các anh chị thấy không, nó sẽ tách ra như thế này nè. Đó, các anh chị kéo tăng chỉnh sao, khi mà nó vẽ sao phù hợp rồi thì các anh chị bấm OK. Đây các anh chị thấy như thế này nè. Đây bây giờ nó đã ra thành một cái hình vector. Thì bây giờ chúng ta sẽ rã ra. Các anh chị bấm vào trên biểu tượng, hoặc các anh chị bấm Ctrl U cũng được, hoặc là các anh chị bấm trên đây nè, nó có cái biểu tượng của hai cái mảng lớp đó, các anh chị click vào. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy bây giờ ở đây là nó đã tách ra những cái mảng màu khác nhau nè, các anh chị thấy nha. Đây bây giờ chúng ta sẽ được, chúng ta sẽ tô màu được, đúng không, chúng ta sẽ tô màu được, và chúng ta sẽ cân chỉnh lại coi thử là ngay chỗ nào, cái phần nào màu trắng thì chúng ta sẽ cho nó là màu trắng nè. Đây thấy bây giờ chúng ta đã vẽ xong ha, chúng ta chuyển từ cái file hình sang cái file hình trắng đen và sang file hình vector, với chỉ với những cái thao tác đơn giản thì chúng ta có thể làm được. Rồi chỉ với một vài thao tác đơn giản thì chúng ta cũng có thể tách được, chuyển được từ file hình sang file dạng vector. Rồi video của mình xin kết thúc ở đây ha, hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn và các anh chị trong quá trình chúng ta thiết kế. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Barrow Officer thì hãy giúp mình đăng ký kênh ha, và đừng quên bấm like share để cho mọi người cùng theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye nhé.